mọi người đã quay trở lại với Tao Màu TV. Đúng, mọi người, anh em mình đang có đặc sản gì đằng sau lưng ấy? À, anh em mình vừa đi về biển, biển ở trên gọi là biển hồ, bắt được mấy con ốc biển mọi người ạ. Đây là những con ốc, đấy mày cầm một con lên cho mọi người xem, là con nào đang bò ấy, con nào đang bò ấy. Đây. Đấy. Đấy, thấy chưa? Mấy con ốc này là nó bám sâu dưới san hồ ấy. Mấy con này là anh em mình phải lặn xuống sâu, thật là sâu ở dưới đáy biển đấy thì mới bắt được nó đấy. Đặc sản của biển khơi mọi người ạ, biển không nước ấy. Đùa tí, hôm qua anh em mình đi ra đồi tối thì đêm thấy nhiều ốc sên quá. Anh em mình lại nhớ cái món ốc sên. Thật ra là cái món này là một món ăn kinh dị nhé mọi người nhá. Nhìn thì nó tổng lắm mọi người ạ. Nhưng mà khi mà làm sạch chưa xong xuôi tất cả đi ấy, thì mình nghĩ bào ngư không bằng luôn. Tại vì cái đầu, nó, cái con ốc sên này nó giòn kinh khủng khiếp luôn. Nó giòn gọi là thơm. Chưa một cái gì mình ăn mà cái độ giòn nó bằng con ốc sên được nha mọi người. Nhưng mà phải làm thật sạch, nó rất là nhớt. Đấy, bây giờ mình sẽ đem luộc và khều nó ra đã. Xong bắt đầu mới xử lý nhớt. Và chỉ lấy một tí cái đầu thôi. Thôi bây giờ mình cứ làm thì đã, không nói chuyện mọi người lại thấy cảm thấy ghê. Mình cứ làm sạch. Hôm nay mình sẽ làm cái món như lần trước mình bảo ấy. Đó là món tiết canh ốc sên. Đấy, xong rồi sẽ đem đi cho mọi người thưởng thức xem là có nhận ra đây là ốc sên không. Tại vì nhiều người ấy mà nhìn thấy con ốc sên là không dám ăn. Nên là mình sẽ làm một món ăn ngon. Xong rồi sẽ hỏi người ta là biết cái gì đấy không? Đây là ốc sên ấy. Rồi sao lại ngon thế? Sau rồi mà xem. Khéo lại xem về cứ gại như mình đi bắt để ăn nhỉ. Ok. Đi, bây giờ sẽ đem luộc vào đã nhá. Đó. Thôi rồi em ơi ạ. Tí nữa là nó sôi cái là anh em mình sẽ khều nó ra. Tí nữa sẽ cho mọi người xem cái nhớt của nó. Ui, dùng để đắp mặt. Kinh tởm luôn. Kết hợp với bột trà xanh của anh em mình. Tuyệt vời. Giờ anh em mình sẽ bắt đầu nhảy ốc. Nhảy ốc nha mọi người nhá. Tầm này ăn ngọt lắm mọi người ạ. Mày có làm con không? Không. Thì sẽ ui, nhớt đấy. Anh thì đảm con này nào. Trời, thử nhảy xem nhảy được chưa đã. À được rồi, được rồi. Thoải mái rồi. Đổ ra. Đổ ra đi, để xả nước vào trong đấy. Đây. Ui cha. Con như to nhỉ anh nhỉ? Ui trời, con này thơ lều. Bây giờ là đến cái, đây nha mọi người nha. Chỉ, đây là một con ốc sên quảng nhớt ạ. Đấy, đó nha, bây giờ nha, chỉ lấy đúng cái phần đầu của nó như thế này thôi. Đấy, bây giờ sẽ cắt, mình sẽ cắt bỏ và mổ luôn con ốc. Ui, mày lấy cái bát đi để đựng cái đầu đó. Vậy cứt ra này. Giờ nó vậy cứt ra luôn. Đó, chỉ lấy cái đầu này thôi nha mọi người nha. Đây, chỉ lấy phần này. Cắt bỏ hết. Và tí nữa, bây giờ mình sẽ dùng kéo để cắt bỏ hết những cái kia đi để làm sạch nhớt nhá. Đây này. Đem lấy cái bát cắt, cắt đến đầu nó qua cái sừng luôn này. Đó. Đây nghe. Đấy, thấy chưa? Nó có một cái dây mồm từ từ đầu đến đít này. Đó, bỏ hết này. Đấy, thấy chưa? Bỏ hết. Đó. 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 Đây là phần anh em mình sẽ sử dụng. Rất là nhớt nhá mọi người nhá. Thế nên là còn sơi đã sử dụng được, phải làm thật sạch. Vì cái món này cực kỳ kỳ công mọi người. Như lần trước anh em mình đã làm một lần, mọi người nếu mà xem video đó rồi thì sẽ nhớ đời luôn. Món này kinh khủng luôn, nó siêu kinh dị nhưng mà nó siêu ngon. Ai mà được ăn rồi á, có mà phải bảo anh em mình làm ấy. Để làm thật sạch thôi. Thịt này luôn, cay một phát lên tận đầu luôn. Hết đầu luôn này. Chẳng hao luôn. Đấy. Mổ hẳn cái đầu nó ra chưa? Đố anh lấy được. À, mình cắt luôn vào đầu à? Ừ, em chỉ lấy cái đôi thôi. Lấy đúng cái đôi kia à? Lấy cái này thôi. Đấy. Bỏ sạch đi là được. Đấy. Bỏ hết đi. Đập mặt nạ. Cái này mà nó mặt nạ thì siêu mịn.
cả được có chừng nào thế nha mọi người nha. Đấy, mọi người thấy ok không? Mấy ơi, cái cơm cái này mang vào xào mì mọi người ạ. Không. Nó mới sánh. Sánh. À, món này nói chung là nhìn thấy rất là kinh dị, nhưng mà tí nữa mình làm sạch đi thì sẽ rất là ok nha mọi người nha. Bây giờ phải đi làm cho nó hết cái nhớt này đã. À, quá trình làm sạch của nó rất là công phu nhé mọi người nhé. À, hết muối này rồi nước sôi này, bây giờ sẽ đến lượt là bóp cám. Quá nước sôi nhiều lắm. Đây mọi người nhìn cái nhớt của nó này. Nhìn nó dính nhớt cái mạng này. Đây là nó. Đấy thấy chưa? Anh em mình còn làm sạch quá nhiều lần rồi đấy. Đấy. Nó vẫn nhớt đây này. Ui, thấy chưa? Cực kỳ nhớt nhé. Siêu. À. Kinh khủng luôn. Ấy. Đó, cái đồ qua đây. Đấy, đồ hàn ra đây. Đúng rồi. Cái này nó bị hút nhớt. Hút nhớt của nó được. Nhớt. Còn là cái này nhớt, nhớt nó nhiều mà. Này, nguyên cùng nhớt này, chạm của bạn này dính rồi. À, có thể dùng do ăn miết, nhưng mà do miết nó hơi mất vệ sinh một chút. Anh em mình sẽ chuyển sang dùng cả. À, đây là con ốc sên sau khi làm sạch nha mọi người nhá. Nó phải sạch như thế này. Khô rong luôn anh đấy, khô rong luôn, cái độ xít của nó phải như thế này nhá. Đấy. Đấy, thấy chưa? Không còn một tí nhớt nào nữa. Đó. Nó phải được như thế này nhá. À, bây giờ nó nhìn trông nó mới ngon này. Bây giờ anh em mình sẽ rang lên trước. Để sau khi rang cháy rồi anh. Rang khô một chút nó đi để mình xay nó ra nhá mọi người nhá. Ui. Xong sẵn là cho bớt lửa nhá. Rang khô để xay nó ra xong bắt đầu anh em mình lại rang tiếp để đánh tiết canh nhá. Đấy, tại vì cái con ốc sên này nó nhiều nước đâu rồi, cứ cho lửa vào, lại cho lửa vào. Nó nhiều nước nó nhiều nhớt thế nên là phải làm khô nó đi đã xong mới xay, không như ốc biêu được. Đấy chà. À, nó lại khô đét lên đẹp rồi, bây giờ sẽ cho ra để nguội để xay nó ra nhá. Đó, rất là giòn. Mà ui, thơm. Thử phát không? Ôi, em ăn cái canh thôi. Bây giờ đến bước tiếp theo nữa mọi người nhá. Đó, con ốc sên bây giờ nó khô và nó gọi là cứng lại như thế này luôn rồi nhá. Bây giờ sẽ xay nó ra. Xay nó ra để tiếp tục rang tiếp, tại vì cái món này nó không hề đơn giản chút nào. Nó phải làm không nát được nó dai đến mức đấy cơ mọi người ạ. Thấy chưa? Mọi người đã thấy kinh điển chưa? Nó dai, nó mất thêm nữa. Nếu mà xay thịt cái tầm này là lạc hưu rồi. Vẫn gọi là đấy lắm. Nó dai quá. Thôi rồi, mình sẽ để ra, mẻ lấy ra xem thế nào lại nha. Đến máy xay mà còn như thế này thì mình cũng thấy giỏi. Tại vì không phải là bình thường con ốc sên nó bò chậm mà nó người nó không chắc đâu nha mọi người nhá. Cái thịt nó siêu dai luôn. Dài lắm. Đó. Bây giờ tiếp tục lại phải rang tiếp mọi người. À, đây được có chừng này thôi. Mấy cái món này thì nó hơi cầu kỳ một chút. Nên phải làm thật kỹ. Món này chật chật lắm đấy mọi người ạ. Đấy, đào đi. Cho tím một tí thì tím mắm vào cho thơm. Mùi thơm. Bây giờ anh em mình bắt đầu triển khai cái món tiết canh nhá mọi người nhá. Ui, chết đẹp anh ơi.
Dạ. Điết sự canh. Đó, hơi ít bổi, hơi ít ốc sên. Anh ơi, anh cho em trổ tài, em tự làm một cái rồi. Ok. Kiểu gì em chẳng làm ngon hơn anh. Ok. Đây là cái này. Rồi. Đấy. Hôm nay mình sẽ thử học nghề nha mọi người nha. Mai kia mình ước mơ làm gọi là một vua đầu bếp bánh tiết canh. Sẽ bán món tiết canh ốc sên. Nào. Mày định làm gì? Đánh đi. À, anh cho nước lã trước hay là nước sôi trước nhỉ? Trộn vào nhau. Xong đây. Cái kia trộn với cái này. Đấy. Đây nước sôi. Nào để em tự. Đấy, để tao để kia vào đây thôi. Để em phải tự làm việc. Đấy. Mày em đưa đũa. Đây. Nếm thử xem vừa chưa? Ôi. Sao đâu, nước là giật tiết canh nhanh, đánh nhanh không. Bây giờ đánh thì nó đông bố luôn đấy. Vừa. Tao nghe rồi. Ok. Qua đỉnh. Qua kinh khủng. Thì thôi nha, bán này của mình nha. Đấy, bán này tí nữa mình ăn nha. Hứa biết được cái, anh đừng có đùa. Nào, tiết này của em là dư rồi đấy đấy. Em đánh thôi, bây giờ em học lỏm anh mấy lần rồi. Làm một cái muôn này với một cái muôn này gì? Cho tiết vào uống ngọt là ngon đấy. Đấy, đây là món tiết canh ốc sên nha. Nói bé được không? Đây là tiết canh xuyên súp. Đấy, điên à, bà phải bảo là tiết canh gì nhỉ? Bào ngư. Bào ngư ấy, sật sật nhỉ? Sật sật hơn đấy. Bào đen đen như này. Bây giờ sẽ đem cho mọi người thưởng thức trước nha. Anh em mình biết chắc chắn là sẽ ngon rồi nhưng mà... Ui, anh ơi! Thèm lắm đấy. Đấy, của em đây này. Nhìn này. Thế mọi người kinh không? Cái này kia, ui giời. Làm phần nữa mà luôn. Là... Ôi, đồ ngon đấy. Đồ này phải làm mất thời gian lắm đấy. Thì nó để lại bát to nhá. Chủ yếu là muốn mọi người thưởng thức xem là... À đây, bà Tám ơi. Bà Tám ơi, tiết canh ơi. Bà làm tí tiết canh hả? Ok đâu. Ok, bà ơi. Lui đây, ra đây. Ra đây, vào đây lại. Vào đây luôn. Tiết canh, tiết canh. Có gì đây? Anh nào đánh đây nhỉ? Đây, đánh của bà đây. À, thế ạ. Đây, nha, thử. À, bà Tám đâu? Ai thử thức trước cho phát biểu cảm nhận trước cái. Bà Tám làm 2 bát thế nhỉ? 4, ăn tiết canh không? À, bà không ăn tiết canh à? Bà... Tiết canh gì đấy? Tiết canh gì đấy? Ăn thử thì biết. Cứ thử xem có nhận ra tiết canh gì không? Đây, đóng mắt tay đọc. Bà Tám 1 bát nhá. À, đấy, bà thử. Nhưng mà kiểu rất là chưa. Bà đây là ăn canh ngon đấy. Đây, bà thử đi. Cả nhà ăn đi. Tiến. Ba này là của Ma Đệ nhỉ? Đây, Ma Đệ này à? Ma Đệ này thôi nhá. Thử đi. Ngon quá. Má đâu mà? Má. Cảm nhận ngon mà Ma Đệ ca làm cái canh ngon. Thấy nó khác cái canh bình thường đấy. Khác luôn, ăn nó cái này làm nó sắc nó rất ngon. Ai dạ ơi, chờ đây. Này mà đấy, món này là sắc sắc ngon lắm. Ây à, để đánh mày đông thế. Ây, em ơi đỉnh đấy. Đỏ chưa? Tiết canh đỏ lưu luôn. Tiết canh gì mà đỏ thế nhỉ? Tiết thì là tiết lợn nhưng mà bổi ấy. Thì đố bà biết là cái gì? Giòn không? Ngon không? Ngon không anh? Dạ ếch ấy. Bà đã từng ăn cái gì giòn như thế này chưa? Chưa. Hôm nay ăn thấy giòn ngon mà. Làm gì được thưởng thức cái này bao giờ đâu? Nói không rồi ạ? Giòn ngon mà. Ui, mình thèm lắm rồi. Mình cũng xin phép làm miếng. Thế em xin phép làm miếng nước. Anh em mình cũng ngon. Ngon quá. Ngon không? Ok không? Ngon không? Ngon, tuyệt vời luôn đấy chứ không phải lưỡi ngon. Lưỡi lợn này hay lưỡi bò ấy? Tí nữa thì ăn đi. Ngon mà. Đây nha mọi người nhá. À, xem nó đông không nhá. Nó ui. Ui dồi. Đông chặt mà. Ui chà. Không có tí nước nào luôn. Ngon nghe. Bánh khéo tay thế. Bị em. Mấy miếng đậu phộng nữa. Anh có sắt canh được không? Anh sắt sắt ngon quá. Ngon chưa? Sắt sắt ngon không bà? Ngon. Bào ngư đấy. Ngon quá. Bào ngư đấy bà. Bào ngư à? Ừ. Hôm nay mới được ăn đấy.
Này nó ăn mà. Tiền nằm nữa. Ngoài cái này à? Tôi nhìn giống lưỡi bò, lưỡi lợn, nhiều người lắm. Tuyệt vời lắm mọi người ạ. Ngon. Ngon mà. Quá ngon, ăn một miếng muốn ăn hai. Bà Tám ăn cả bát này. Đấy, bà Tám ăn cả bát kìa. Ngon quá. Nếu mà mọi lần tiết canh khác là không ăn hết bát đâu. Nhưng hôm nay cái tiết canh này của Mao Đại Ca, Mao Đại đánh ngon quá, bà Tám ăn hết bát. Vừa, bát ngon ngon, nó chật chật vậy nhỉ. Không, bát của chúng con ngon hơn. Đây ơi. Ôi. À. Bà đứng em là thôi rồi. Rồi. Thua Mao Đệ canh không? Thua Mao Đệ đánh. Của Mao Đệ ngon hơn à? Mao Đệ ngon hơn. Nhiều tiết. Nó ra em. Ra cho thật nhất. Nào.